Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023, thì em Dũng xin làm cái video để giới thiệu đến toàn thể các bác một bộ dàn mini cao cấp của Pioneer với mã model là Pioneer HM76. Để vào phần chi tiết của video này thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai số cuối của cái tờ 50.000 này. Vì cái video ngày hôm qua thì cũng chưa bác nào đoán trúng hai cái số cuối, thì hôm nay em tiếp tục làm lại cái chương trình đoán số. Thì các bác sẽ bình luận cho em vào vào cái video này hai cái số mà các bác yêu thích. Đấy. Và cái thứ hai nữa là các bác sẽ cho em xin một nút like của video này, và nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh. Thì phần quà thì của cái chương trình đoán số này thì nó là một chiếc đồng hồ Citizen để bàn cũng được, chạy bằng code. Con này thì video trước em cũng giới thiệu rồi. Các bác mà cũng hay theo dõi kênh của em thì chắc cũng biết nhiều về cái đồng hồ này rồi. Đấy thì em chỉ nói qua như vậy thôi. Mà bác nào đoán trúng thì em sẽ bình luận và em sẽ liên hệ, và các bác sẽ liên hệ với em qua Zalo. Đấy. Thì để phần chi tiết ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một bộ dàn mini cao cấp của hãng Pioneer. Một trong những bộ dàn mà nó tích hợp rất nhiều cái công nghệ mới nhất bây giờ. Đấy, chẳng hạn như là công nghệ chơi không dây này, kết nối điện thoại iPhone, iPod, iPad này, hay là sử dụng cái công nghệ chơi stream nhạc như stream Spotify này, stream nhạc phần mềm Tidal này, stream phần mềm DJ hay là giải mã phần DSD. Đấy, rất nhiều DSD. Và con này nó bắt được cả Bluetooth chạy CD, và nó đi theo máy nó là một đôi loa zin đi theo dàn, với là loa HM76, và cái đôi loa này nó có chiều cao là 26 cm và chiều ngang là 15 và chiều sâu là 20, và nó sử dụng một loa bát 13 và một loa chép là 8. Đấy. Bộ này thì nó về rất đẹp nha các bác nhé. Bộ này thì nó về thì đầy đủ phụ kiện này, khiển này, hai cái dây anten này, và hai cái e căng của nó thì đẹp như mới rồi. Đấy. Bộ này thì nó sản xuất cũng cực cực mới gần đây, nó sản xuất vào năm 2017. Đây em sẽ quay qua cho các bác xem. Con này là loa bát của nó là bát 13 và gân của nó là gân cao su. Thế nên là các bác yên tâm về cái độ bền của gân này, thì các bác yên tâm tuyệt đối là không bao giờ sợ nó mục hay là nó giãn gân đâu. Loa rất đẹp, chơi riêng cái bộ này thì nó chơi rất nhiều cái công nghệ mới nhất như là giải mã qua đường quang từ tivi này, đấy, chạy đĩa CD này, hai lỗ USB đằng trước đằng sau này, đọc file DSD này, đọc file nhạc nốt nét này, đọc ổ cứng này, đấy, rất nhiều những chức năng hay. Đây em sẽ quay qua cái đằng sau cho các bác xem. Con này thì nó sử dụng điện 100V, 50-60Hz, 40W, máy được lắp ráp tại Việt Nam. Đây, có cả đường AUX in này, đường anten này, hai đường anten này. Digital in là đường quang này. Con này nó thêm một đường sub out nữa này. Một đường lỗ USB đằng sau và một lỗ đằng trước, hai lỗ. Và cắm dây mạng, con này bắt wifi rồi. Và con này thì nó được sản xuất vào năm 2017, số series của nó là 4 số cuối là 2200. Đây, sử dụng hai cầu loa. Loa 4 đến 16 ohm, và cái đôi loa zin đi theo dàn của nó là loa cũng 4 ohm, 50W. Đấy. Rất đẹp, loa rất đẹp. Thì tuy nhiên cái bộ này ở bên Nhật nó về thì nó cũng có thùng, nhưng mà theo em để ý thì cái thùng này là thùng của con khác. Chắc là shop của nó cũng gửi nhầm thùng thôi. Thế nên là con này em bán coi như là không có thùng thôi. Cái thùng của nó đây. Đấy, nó sử dụng rất nhiều công nghệ mới nha. Một trong những thiết bị chuẩn Hi-Res Audio này, sử dụng stream DSD này, Bluetooth này, Spotify này, chạy đĩa CD này, sử dụng công nghệ Apple Play này, Apple AirPlay này, Wi-Fi này. Đấy, rất nhiều những công nghệ mới nhất bây giờ. Thì quay trở lại cái vấn đề chính của cái bộ dàn này, thì cái bộ này thì máy nó về trong tình trạng là zin nguyên bản 100% các bác nhé. Các bác nhìn đây. Con
Còn cái cục mini này trên cái điều khiển của nó thì nó có cái nút sâu này, nút sâu này. Thì có thể các bác sẽ chỉnh được bát chép và phần P bát là phần tăng âm trầm. Đấy. Và trên khiển của nó đây, khiển zin đi theo máy đây. Mã của nó là RC946S. Đầy đủ volume to nhỏ này. Đấy. Đầy đủ các cổng khiển này. Đấy thì bây giờ thì về cái bây giờ thì em sẽ test một bản nhạc từ TV qua đường quang. Đây. Thì trên đầu nó đã hiện là Digital In 48kHz rồi. Em sẽ cho to từ khiển lên. Hoặc các bác vặn ở đây cũng được này. Thì bây giờ em sẽ kết nối cái AirPlay cho các bác chơi từ điện thoại này qua chiếc điện thoại iPhone. Đấy, con này có thể sử dụng được app nha các bác nhé. Đây, trên chiếc điện thoại thì các bác sẽ vuốt cho em từ trên xuống dưới cho em vào cái phần cột sóng này. Đây, các bác ấn vào Pioneer HM76 này. Đây, em vào phần nhạc này. Vâng, và đây nhé, em đã kết nối được điện thoại iPhone này. Em sẽ vặn volume lên này. Thì bây giờ em sẽ test qua cái chức năng đọc đĩa CD. Đấy. Thì về cái phần CD này thì này, các bác sẽ ấn nút input trên đây cũng được này. Này, CD đây.
Thì cái về phần đọc đĩa CD và cái phần đọc đọc file nhạc USB thì em xin phép là em không cho ra tiếng nha các bác nhé. Bởi vì là cái phần nhạc mà trên CD này, nhạc có lời, nếu em đăng lên YouTube thì nó sẽ bị bản quyền của cái video này. Thế nên em xin phép là em chỉ đăng hai cái nhạc không lời vừa giờ và cái nhạc ở trên TV này thôi, là hai cái nhạc không lời. Là hai cái nhạc này em đăng lên cái kênh YouTube của em thì nó sẽ không bị đánh bản quyền của cái video này. Đấy, thế nên em xin phép. Đây là cái đĩa chép này, đĩa đẻo này. Đấy. Có nghĩa là phần CD này em chỉ cho chạy đĩa trên màn hình, các bác nhìn là dây nó chạy bình thường thôi, còn nó không ra tiếng nhá. Đây, em xin phép. Đấy, còn các bác mà thích test một bản nhạc chạy đĩa CD này hay chạy cái nhạc USB này thì cứ liên hệ với em theo cái số Zalo này. Em sẽ quay một đoạn và em sẽ gửi vào tin nhắn Zalo cho các bác. Đây, nó đã nhận rồi này. Đây, em bấm phím Next này. Đã nhận nhận bài rồi các bác nhé. Đấy, mắt cực khỏe, các bác yên tâm. Đấy thì bây giờ em sẽ cắm cái USB vào lỗ đằng trước này. Con này thì nó đọc được cả ổ 1T, 2T thoải mái. Còn cái USB này là USB 512G. Em sẽ điều khiển trên khiển luôn. USB read này. Để điều khiển được cái USB này thì các bác có thể dùng app trên điện thoại này. Hoặc là các bác dùng 6 cái phím điều hướng xuống này, lên này, phải này, trái này, enter và retune là trở về này. Đấy, em có rất nhiều nhạc trong cái file này. Đây, nhạc DSD đây. Đây là nhạc DSD thì nó sẽ hiện luôn là 2,8 MHz trên 1 bit. Đấy. Còn bây giờ em sẽ add, cho các bác cái phần nhạc nhạc lốt nét. Đây, nhạc em rip chuẩn từ CD ra. Cái nhạc chuẩn lốt nét thì nó sẽ hiện là 44,1 trên 16 bit. Đấy. Đấy thì tất cả những cái chức năng của cái bộ dàn mini cao cấp Pure HM76 này thì em cũng đã test ok. Đây thì nếu mà trên phần nhạc mà có hình thì nó sẽ hiện luôn hình bài hình của cái đĩa CD này. Đấy. Thì em cũng xin thông báo giá này. Thì cái giá công khai cho cái bộ mini HM76 này thì em bán là 8 triệu 200 nghìn đồng. Tặng các bác một dây quang dài 1,5 m và một chiếc USB 32G này. Đây, chiếc USB 32G đây. Chiếc USB này thì là em đã cóp full nhạc nốt nét, nhạc trữ tình rồi nha các bác nhé. Đấy, đấy thì các bác nào mà muốn mua thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em là tại Cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em thì có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Các bác chỉ cần cọc mà 10% cái giá trị của cái bộ dàn mini cao cấp này là em sẽ ship hàng cho các bác. Và một lần nữa thì em Dũng Hương HP, Dũng Hương Hà Nội thì em cũng xin mến chào các bác.